Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay Tiên vào bếp. Bé Hân đang bận học để chuẩn bị thi nên Tiên lo trọng trách cho Văn trong gia đình ngày hôm nay. Ngày hôm nay giới thiệu với mọi người, Tiên sẽ làm 3 món cho gia đình cùng ăn. Món đầu tiên đó chính là sườn. Đây, sườn muối xả ướp để chuẩn bị chiên. Đấy, món sườn chiên của bác đồng tiên làm. Wow, nhìn hấp dẫn không? Có tí xíu ớt, có xả. Còn đây, đây là cá kho cà. Ôi ơi, đã. Còn bên đây là canh bí, tiên nấu rồi. Bỏ tí xíu tiêu vô. Ở nhà nấu cái gì cũng nhỏ nhỏ chứ. Vừa ăn tại nhà chỉ có 3 thành viên thôi, chứ nếu mà ngươi nữa là 4. Nhìn thấy cơ ngon. Bà ngoại thì lo chăm bà ngươi suốt vậy đó. Bà ngươi thức, bà ngoại thức. Nhiều lúc bà ngươi ngủ, bà ngoại không chịu ngủ theo. Cái gì thiếu ngủ. Chị hai Ngư. Cục vàng ơi. Đang buồn ngủ lúc à, thôi ngủ đi, ba không giỡn nữa nha. Ba đi làm đồ ăn đây, ngươi ngủ ngon nha. Dạ. Giỏi. Thành quả của Tiên gần xong rồi. Miếng thịt đã bắt đầu nó vàng ươm lên rồi đó. Xả thì nó cũng vàng vàng rồi. Mùi thơm thì nức nở. Lo quay sao nó khét cái không biết sao luôn mà. Ở Tiên để lửa nhỏ nó riêu nhẹ thì miếng thịt nó sẽ thấm, nó chín đều ở trong hơn. Cái màu này là màu của xả, nó hơi chín chút xíu nha mọi người. Nhưng mà miếng thịt rất ngon. Sắp có cơm ăn rồi. Một tí nữa sẽ mời cả nhà cùng nhau ăn trưa với Tiên. Đây, bữa cơm trưa ngày hôm nay của gia đình Tiên không thịnh soạn nhưng rất ngon. Đang nằm bố thấy Tiên dọn cơm ra. Cơm nóng con, nóng. Nè, con rời vô thử rồi, nóng nè. Nóng, con ngồi xích ra. Mẹ ẩm ngư làm con mẹ. Trời ơi, biết thổi nữa. Thổi coi, con thổi coi. Tôi giới thiệu lại từng món cho mọi người coi. Đây, thịt chiên xả ớt. Cá kho cà. Kho cà Tiên thích kho cho nó rụt ra như vậy luôn mới ngon. Có một tí xíu mỡ của cá. Ớt, rồi cay cay. Đây là canh bí. Canh bí đao. Còn đây bé Hân biết Tiên với bà ngoại thích ăn tỏi ngâm, ớt ngâm á, thì bữa bé Hân có ngâm sẵn 2 hũ ăn. Ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên lấy ra ăn, chưa biết ngon hay là không. Ai 2 hũ đó là bé Hân ngâm để đây nè đó. Bà lấy đồ ăn cho ngươi nha. Ngon quá. Ba hôm nay làm đồ ăn ngon quá ngươi ơi. Này bà, ngồi cầm sẵn chén cái muỗng luôn, coi chú thấy không? Là mà mới như ta đây ăn nhiều lắm, ăn giỏi lắm mà. Ai nhìn vô cũng quá, bà mới giỏi quá, ăn giỏi quá. Thật ra không ăn, ăn có miếng rồi coi chú ơi. Anh có tí xíu một xíu à. Đúng, tới đâu hại tới đó. Đây con, bà lấy nè. Quậy là ê, quậy rồi đó. Rớt điện thoại ba là hư nha. Bà lấy thịt con nè, ba cho ngươi nè. Bà lấy thịt con. Thịt ngon. Ngươi ơi. Wow, thịt ngon quá ngươi ơi. Làm sao để bớt bắt con. Nè con ăn thử miếng đi. Ăn đi rồi ba mới mở. Nhanh lên. Lẹ lên. Nhanh. Ơi đừng cắn tôi nha. Đừng cắn tôi nha. Ây da, đau quá. Ây da. Lấy mà miếng giấy vậy hả? Bơ. Ê,
đừng con, đừng quậy của ba. Thế chơi mẹ. Uống cái này cho hết vậy ba. Từ bữa giờ chưa uống luôn hả? Còn có một cái nè. Nó quên luôn á. Em uống lát nhát mà. Nó cũng hơi ngọt. Nước đó ai tặng nó quên rồi. Quên mất luôn rồi. Quên mất người tặng. Nước dừa nước gì đó. Nước của trái dừa nước. À nhớ rồi, Chí. Chí bên quận 11. Chí 12. À, nước cốt của à? Trái dừa nước á, à, uống nó ngọt, nó ngon đã. Công ty ha. Ừ. Ăn thôi mẹ ơi, ngoại. 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 Cơm. Cơm. Có thấy ngươi làm cái gì không? Thì ăn cái miếng mỡ, à quá. Cái miếng mỡ của cá này anh Hoàng Mèo thích lắm luôn. Món ruột của Hoàng Mèo đây. Cứ đi đâu ăn có cá, có mỡ cá là bỏ cho anh Hoàng Mèo ăn. Rất ngon. Tôi nghi lắm nha. Tôi nghi lắm nha. Mà đúng nó không cho. Đang nghỉ đúng không? Đó là vậy á. Dạ. Rất biết canh nha mọi người, cứ canh ngay đúng giờ ăn là bắt đầu bị. Không không đi trước, chuẩn bị đi ngủ. Chén thiệt. Tất cả mọi thứ ngày hôm nay ổn nha mọi người. Ổn. À, thịt ổn, thịt rất là ngon. Nhờ ai? Nhờ ai gì? Nhờ ai? Nhờ tôi vào bếp chứ nhờ ai? Nhờ tôi bỏ bí kíp của tôi vô thôi. Bí kíp, ngon không? Không phải là nó sẽ đặt nhanh rồi. Con tự bóc cho cô chú ăn đi, ngươi bóc ăn giỏi. Đi ra thấy là biết. Ngươi tự ăn thịt không luôn. Của mình thôi. Yeah, ghê không? Phải ngon lắm mà ngươi mới ăn á. Mà ngươi kén ăn lắm. À, còn tỏi. Ngươi, con đem điện thoại ba đi đâu vậy? Không. Rất dễ bây giờ. À, con để im đây cho ba nha. Ngừng lái nữa nhờ. Không. Tỏi với ớt ổn nha mọi người. À, mùa dịch ăn cái này để có sức đề kháng cũng tốt. Ai làm ớt ngon luôn. Ai làm người mặt rồi làm dẫn tới giờ mới được ra. Ý trời giỏi dữ. Ý trời giỏi dữ. Ý trời ơi ăn giỏi dữ. Ý trời ơi giỏi dữ. Ừ, thôi ăn hết đi ba đem dẹp nè. Nha. Trời ơi giỏi dữ ta. Ai ơi, ngươi giỏi quá. Sao còn cục cơm chưa lại vậy? Đây ba lọc ẹ. Ẹ. Rồi, con ăn hết cái kia đi, con ăn hết cái kia đi. Con lấy cơm ăn đi. Khôn lắm. Tôi cảm giác như lừa thịt ra nè. Không ăn cơm đâu. Đó, thành công rồi. Thành công rồi. Ý trời ơi, giỏi dữ. Ý trời ơi, giỏi dữ. Rồi, ba dẹp nha. Nãy còn miếng thịt kìa, ăn chết luôn. Giỏi, thôi. Tài. Con rửa không? Rửa xong đi ngủ nha. Rồi, đưa tay vô rửa. Hai tay luôn. Không có rớt cái kia đâu, ba cầm cho. Chỉ sợ rớt cái đồ cài. Tuyên lấy cái cài này, chuẩn bị làm công chuyện. Trả ba. Dính tóc con đau rồi nè, từ từ. Rồi, rửa tay nha. Hai tay luôn rồi mình đi sạch. Rửa miệng, rửa mặt nữa. Giỏi. Rồi, đưa tay lên rửa mặt. Giỏi. Rửa tay, rửa mặt xong rồi bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Nè, ngư nghe ba nói nè. Ngư ngủ ngon nha. Dạ, mẹ. Chiều ba dậy, ba giỡn với ngư nữa nha. Dạ đi con. Dạ. Giỏi. Dạ. Chiều, ba mở cho con coi nha. Không. Dạ. Rồi, bye bye ngư. Yeah. Niềm vui của Quách Ngọc Tiên đây.
Mọi người thấy khu vườn nhỏ nhỏ của Tiên không? Đó. Cái này hôm ngày hôm nay là Tiên đứng ở bên ngoài, hồi bữa thì đứng ở bên trong kia. Có quá là cây cỏ luôn, cây mai. Tí nữa Tiên sẽ quay cảnh cho mọi người xem. Mai, cây quế nhiều lắm. Quan trọng ở đây là Tiên có một cái chỗ nuôi dế, có cái chuồng dế. Dế đẻ quá trời luôn, có dế con nữa. À, mọi người biết tại sao Tiên ra ngoài này Tiên mới đội nón bảo hiểm không? Tại nhà Tiên ở đây là có một cái lan can nho nhỏ, thì Tiên tận dụng cái này để trồng cây cối nuôi dế này nọ. Nhưng mà để an toàn đó thì đội cái nón bảo hiểm, không biết nó hết xui à. Đỡ có quăng ba cái vật gì nhỏ nhỏ trên kia xuống thì nó an toàn cái đầu mình không sao. Mỗi lần mình Tiên đội nón bảo hiểm ra ngoài giường ngoài này á, thì bà ngoại nó bé Hân ngồi cười hoài à. Còn mọi người mà thấy Tiên đội nón bảo hiểm mà mặc đồ ở nhà là chỉ biết tôi đi đi đây, chỉ rồi đi theo ra dế, dế, cây, nước, đội tưới nước cho cây á. Mấy đêm trước tôi đã quay rồi, bây giờ tôi sẽ quay cận vô, mọi người sẽ thấy là khu vườn nhỏ nhỏ tôi ở đây. Đây, đây là ớt Tiên ươm, Tiên trồng từ bữa giờ đó. Bên này cũng ớt. Cái ca này là Tiên để dành để Tiên tưới nước mỗi ngày. Bên đây là ớt luôn, Tiên chiết từ bên đây. Tại Tiên thấy nó nhiều quá, Tiên chiết qua bớt qua bên này mình cho nó rộng rãi. Còn chậu ở đây, ở đây là cà chua. Ở đây là cà chua luôn. Mỗi một cái thùng xốp thì Tiên sẽ trồng hai gốc. Còn ở bên đây, bên đây là Tiên gieo mầm là cái cây gì quên là cây đậu bắp. Để Tiên cũng thích ăn đậu bắp, có gì vô luộc hay là hấp ăn chấm nước tương ăn với chao cũng ngon. Một gốc ở đây là đậu bắp nhưng mà chưa thấy nó lên. Gốc ở bên đây là đậu bắp luôn. Cái xanh xanh này là cải á mọi người, cải ngọt á. Vô tình rớt cái hộp nó tự lên, Tiên giữ nó luôn. Còn bên đây là sả, Tiên muốn trồng sả để nó khử côn trùng á. Lỡ như có côn trùng rắn rít rồi, Tiên thấy dưới quê người ta hay trồng như vậy. Sả Tiên mua về để mà Tiên nấu nước uống, nấu với là chanh nè, gừng với sả rồi mật ong. Thì thấy cái này nó đang có rễ thì Tiên trồng, Tiên ghim vô Tiên trồng luôn, thì bây giờ nó cũng đã sống rồi. Để đây, ở đây là cải, cải bè xanh. Đây, bên đây cái thùng mót này thì nó nhiều hơn, Tiên trồng được nhiều gốc hơn. Cải, 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 cải bè xanh không. Hai cái này chuẩn bị trồng tiếp. Đã không? Mọi người biết tại sao nó nhiều như vậy không? Tại vì Tiên bỏ hộp, có Tiên sợ nó không lên. Bỏ trừ hao, bỏ quá trời nó lên một nùi đống rồi, nó giống như bên ớt cũng vậy. Còn cái thùng bên đây là Tiên đang trồng thử cây quýt. Tiên đang ươm cái hộp, hộp quýt. Tiên muốn trồng bên này, thí dụ trồng một cây quýt là cây mãng cầu hay là cây ổi gì đó. Thích trồng thì vui vui. Thú vị không? Dịch tự tạo sân chơi cho mình. Nhớ nghề, nhớ anh em. Không ra ngoài được thì bây giờ tự tạo sân chơi. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người thấy cái tổng quan của khu vườn nhà Tiên. Quên, hai cái chậu này nè là chậu Tiên nuôi cá nha mọi người. Tiên nuôi cá bảy màu. Bữa đi mua cá bảy màu thì thằng em nó thấy anh đi cá, đi mua cá nó thích quá nên nó cũng quý mình nên nó tặng Tiên, nó không lấy tiền. Đây con cá bảy màu nho nhỏ. Con này là cá bảy màu, con Tiên ép ra rồi bây giờ nó lớn rồi được như vậy đó. Còn cái chậu ở bên kia là nguyên bầy cá bảy màu lớn. Đã không? Đẹp lắm nha. Rồi, để cho ăn nha cưng. Đây là cây nguyệt quế nè. Nó tự mọc ở đâu lên đó, Tiên trồng bữa giờ ra bông quá trời. Bên đây là cây mai. Kim tiền khá là nhiều. Mọi người thấy khu vườn nhỏ nhỏ của Tiên thế nào? Sân chơi của Tiên sao? Lần đầu tiên em bước ra cái sân chơi này. Thú vị đúng không?
ở nhà dịch buồn quá không biết làm gì, tự tạo công việc cho mình vậy đó. Chơi với bồ ngư nữa là một, cũng là một điều thú vị. Công chuyện của em cũng tạo cái công chuyện cho em. Gì? Em mới mở một tiệm gội đầu tại nhà vô đây. Chơi trước đi, tí bao giờ? Đi thẳng đó, gọi sao gọi. Gì lẽ vậy? Ừ. Bé Hân ở nhà cũng rảnh quá. Chạy ra ngoài mua một cái thao, cái kiểu mà để nằm gội đầu tại nhà hết. Nãy giờ là cho bà ngoại là bà ngư hưởng thụ. Bây giờ kia tiên.